Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Có lẽ hôm nay chúng tôi lại tiếp tục làm một cái video về cây cát sâm. Thì những video trước thì chúng tôi cũng đã làm giới thiệu cho bà con về cái mô hình chúng tôi trồng và phát triển cây giống cát sâm được 14 tháng. Thì đây là cái mô hình chúng tôi trồng, sắp tới chuẩn bị được 15 tháng rồi. Bà con cũng xin mời bà con nhìn ở đây. Hôm nay là cái mùa ra hoa của cái cây cát sâm. Thì hoa ra rất là nhiều và đẹp. Thì bên này là cái mô hình chúng tôi đang trồng được 7 tháng rồi. Bà con có thể nhìn sang bên này là cái cây 7 tháng nó sẽ phát triển như thế nào, và cây 15 tháng nó sẽ phát triển như thế nào. Đó. Trước hết để cho bà con chúng ta nhìn cận cảnh về từng cái cây là nó phát triển theo từng thời điểm và cái độ tuổi nó sẽ cao, chiều cao nó như thế nào tùy theo từng độ tuổi. Thì hôm nay chúng tôi đã giới thiệu cho bà con về cái mô hình 7 tháng và cái mô hình 15 tháng của Trung tâm cây giống Tam Đảo. Thì cái mô hình 15 tháng này chúng tôi cũng đã từng đào củ để giới thiệu cho bà con về cái củ cây cát sâm. Đó, cái củ nó như thế nào. Thì đây bà con có lẽ bà con có một số cũng đã được xem cái video đó rồi. Nếu ai chưa xem thì có thể quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm cây giống Tam Đảo để có thể xem cái video chúng tôi đào tháng cái đào củ cái cây cát sâm 14 tháng. Đây là cái mùa hoa của nó, bà con nó nhìn ở đây nó rất là đẹp đúng không ạ? Hoa, quả của cây cát sâm thì thuộc họ đậu. Đó, chúng tôi đã phân tích ở những video trước rồi. Quả cát sâm thì thường có cái lớp lông rất là dày. Đó. Bà con nhìn đây, thì giới thiệu với bà con. Hiện tại Trung tâm cây giống Tam Đảo đang triển khai trồng mô hình xen canh giữa cây dược liệu cát sâm và cây khôi nhung tía. Thì đây là hai cái cây dược liệu hiện nay đang nằm trong cái dự án của nhà nước rất là nhiều. Và cái đầu ra của nó thì hoàn toàn rất là yên tâm, bà con có thể trồng và phát triển rất là tốt. Thì đây là cái cây khôi nhung tía đang trồng và phát triển tại Trung tâm cây giống Tam Đảo. Khôi nhung thì thường sẽ không lớn nhanh như là cái cây cát sâm. Thì bà con có thể nhìn ở đây, những cái cây này chúng tôi trồng được 5 tháng rồi nó cũng chỉ được thế này thôi. Và phân chuồng chúng tôi bổ sung phân hoại mục rất là đều, chăm sóc sức khỏe, sâu bệnh thì chúng tôi theo dõi sức khỏe thường liên. Thì cái cây bây giờ cái tầm tháng 9 dương lịch, tức là tháng 7, cuối tháng 7 âm lịch này thì nó là cái mùa hồi sinh của tất cả các loài cây dược liệu. Hầu như tất cả các cây dược liệu đều đang phát triển rất là mạnh trong cái thời điểm này. Đặc biệt là cái cây khôi nhung và cây cát sâm. Thì khôi nhung trong cái thời điểm tháng 7 này nó phát triển chiều cao rất là nhanh. Trước đó thì cái cây nó chỉ thấp khoảng như thế này thôi, khoảng 25-30 phân thôi. Nhưng trong cái thời điểm tháng 7, cuối tháng 7 âm lịch thì nó là cái mùa hồi sinh của nó. Nó phát triển cực kỳ mạnh và lá phát triển rất là to. Có những cây nó phát triển rất là to. Thì hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho bà con về cái mô hình triển khai trồng cây dược liệu là cái cây khôi nhung và cây cát sâm. Thì cát sâm chúng tôi trồng dàn làm dàn cao 2 mét để tạo độ che chắn bóng mát, tạo độ dâm ẩm thấp cho cây khôi nhung ở bên dưới tán sống nhờ và phát triển sinh trưởng. Đó. Thì cái mô hình này chúng tôi triển khai thì rất thành công. Bà con xin mời đi theo chân tôi để đi vào trong này để trực tiếp nhìn những cây khôi nhung ở trong này nó phát triển. Đó. Bà con nhìn ở đây lá khôi nhung nó phát triển rất là mạnh. Thì khôi nhung ở đây thì chúng tôi trồng phát triển dòng khôi nhung tía. Đấy, bà con nhìn đây, khôi nhung tía đây, tím như thế này. Mặt dưới của nó lúc nào cũng phải tím, lá răng cưa. Mặt trên thì thường có một lớp nhung, gọi là lông nhung nhỏ. Đấy, cây này phát triển rất là tốt. Ở trong này chúng tôi, ở trong này thường cái độ ánh sáng nó ít hơn và nó dâm hơn. Cho nên là cây ở trong thường nó sẽ phát triển mạnh hơn cây ở ngoài. Cây ở ngoài thường thấp hơn một chút. Đó, đây là cái mô hình chúng tôi trồng phát triển cái cây cát sâm, thì bà con có thể nhìn những cái gốc như thế này. Đây, gốc như này 14 tháng. Đây bà con nhìn đây. Cái này đào lên là có củ rồi. Hôm trước chúng tôi đã làm cái video là đào củ gốc cát sâm 14 tháng rồi. Đó thì bà con nhìn. Đây cũng là một cái mô hình gọi là mô hình khoa học. Và chúng tôi nghiên cứu trồng rất là thành công. Và đây là cái mô hình mới nhất trồng cây cát sâm. Đây hoa đây. Bà con nhìn hoa của cây cát sâm thì nó mọc theo hình đuôi chồn. Rất là đẹp. Cái mùa này thì chúng tôi trồng theo cái mô hình này để có thể thu hoạch được cả hạt của cái cây cát sâm. Đấy, và làm dàn tạo cái độ dâm mát để cho cây dược liệu bên dưới là cây khôi nhung sống nhờ vào cái tán của cây cát sâm. Đó là cái mô hình chúng tôi đã nghiên cứu thành công và chúng tôi trồng hàng năm như này. Tôi xin mời bà con chúng ta đi tham quan một chút về cái mô hình chúng tôi đang trồng cây cát sâm. Xin mời bà con đi theo bước chân của chúng tôi. Bên này là chúng tôi trồng được 7 tháng rồi. 7 tháng cây phát triển rất là tốt. Cây 7 tháng thì có hoa hết rồi. Ở bên trong thường dâm mát hơn.
thì bà con chúng ta lưu ý ở đây này, là nếu chúng ta không làm được cỏ, chúng ta hàng năm thì chúng ta có thể kết hợp rồi chúng ta sử dụng cái biện pháp là giải lưới bóng như thế này. Phân ở dưới chúng tôi đã bổ sung hết rồi, chúng ta giải lưới bóng lên để hạn chế cỏ mọc. Đó. Và như này rất là tốt và hạn chế được cái công làm cỏ của chúng ta. Thì cái cây cát sâm thì nó không bị một cái cây gì là tranh cướp chất dinh dưỡng từ đất cả. Thì một mình nó có thể phát triển và sinh trưởng và nó hút chất dinh dưỡng từ đất rất là tốt. Ví dụ như những cái cây như này, bà con nhìn ở đây, chúng tôi đang trồng trên mô hình đất pha cát. Đây đất sỏi pha cát, bà con nhìn ở đây, đất này thì nó thoát nước rất là tốt. Đây là thoát nước rất là tốt, nhưng tuy nhiên thì ở dưới chúng tôi đã bổ sung đây. Đây là phân chuồng hoại mục. Rất là tốt. Đó. Và đối với cái thời gian đầu tiên thì chúng tôi tưới nước chăm sóc rất là nhiều, bởi vì cái đất pha cát này nó thoát nước tốt, cho nên là phải bổ sung nước rất là đều. Bên này, mẫu đất bên này thì nó lại khác hoàn toàn. Đó. Mẫu đất bên này là đất thịt sỏi. Đất sỏi thịt, đấy, sỏi cơm. Đất này trồng thì đặc biệt là rất tốt. Đất là hai cái loại mẫu đất này chúng tôi trồng phát triển rất tốt. Đó thì bà con nào có thể lưu ý là chúng ta nếu lựa chọn những cái đất được thì chúng ta chọn những cái đất mà nó mềm, tơi xốp. Nếu mà không tơi xốp bà con có thể là bổ sung chúng ta làm. Cái phân đây là hàng năm chúng tôi luôn luôn bổ sung những cái phân chuồng đang ủ hoại mục như thế này. Đó, đây là phân chuồng hoại mục. Đây là phân gia súc cũng được mà phân gà cũng được. Đây, bà con có thể ủ hoại mục bằng các lấm vi sinh, phân hữu cơ, đặc biệt là có thể thêm vôi vào nữa để loại trừ hết sâu bệnh và lấm gây hại cho cây. Đây là cái mô hình chúng tôi trồng, bà con có thể nhìn đây là một mô hình rất là thành công và chúng ta có thể áp dụng trồng được như thế này rất là tốt. Bà con có thể nhìn ở đây là mùa hoa của cây cát sâm được đánh giá là một cái mùa hoa của nó rất là đẹp. Nhưng tuy nhiên thì đây là cây dược liệu, chúng ta không ưu tiên về lấy hoa nhiều. Cái hoa này chúng tôi để tự nhiên để sau này cái quả nó phát triển. Quả phát triển thì sau này nó sẽ có nhiều hạt hơn. Chúng tôi sẽ thu hoạch những hạt giống từ cây khoảng 3 năm tuổi trở lên. Đây là cái quả của cây cát sâm như này. Quả luôn luôn là trong cái tình trạng là ở bên ngoài luôn luôn có một cái lớp lông để bảo vệ thân da của cái quả cát sâm như này. Cái quả này thì năm nay chúng tôi chưa thu hoạch, bởi lẽ là cái cây cát sâm thì quả thường thu hoạch vào những năm thứ 3 thì mới đảm bảo được cái độ già của quả và cái chất lượng của cây giống đến từ cái hạt giống cây giống cát sâm để cung cấp cho bà con những cái cây giống nó đảm bảo được cái tiêu chuẩn cái cây giống. Đó. Ở đây là những cái mô hình chúng tôi luôn luôn có đội ngũ kỹ sư lông dược chăm sóc cây và tưới chăm sóc bón cho cây thường xuyên để đảm bảo cây phát triển và sinh trưởng tốt. Đấy, đây là cái mô hình để bà con chúng ta có cái cách nhìn tổng thể nhất về cái cây giống cát sâm. Để có nhu cầu mua cây giống thì xin mời bà con liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo đường dây nóng chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc trực tiếp theo số điện thoại ad và Zalo để được đội ngũ chuyên gia lông dược của chúng tôi, kỹ sư lông nghiệp của chúng tôi tư vấn tốt nhất cho bà con về cái kỹ thuật và cung cấp cho bà con về những cái cây giống cát sâm với cái giá thành tốt nhất, hợp lý nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Đừng quên ấn đăng ký kênh của chúng tôi để được theo dõi những video mới nhất.